nguồn. Thầy kính mời hai thông gia dâng hương trước bàn từ đỡ sẵn. Mời hai thông gia. Dâng hương trước chủ quyền cầu trên thất tổ chứng nhân duyên độ cho con trẻ nên duyên cầm sách kháng khích thịnh hòa đến bá niên 86. Rồi cầm hương lên cầm chủ quyền không. Tôi là 46 thay vì là 4 lại đó. Rồi là phần dân hương trước bàn từ đường, sau đây cho hai cháu được tập xong nghi lễ trước trình lễ của quyền rồi cháu Hoàng Thiên và đại họ. Xe bước vô sau để bốn sáng cầu cuối lại của quyền thất tổ ngò đáp ơn báo bổ sinh thành ngày hôm nay con gặp duyên lành của quyền thất tổ đồng thành chúng mình bằng lời của quyền và đã xong tất ba lời duyên đó là duyên cái thiệp với duyên thâm tâm tập thể thâm phật đường nay con kết nghĩa tình thân nồng ngày nay hai con nên nghĩa vợ chồng phu thê hoài sắp cầm bá niên của nhà khổ lắm bây giờ già khổ. Đầu cuối lại Phật Đà minh chứng nhờ ơn trên chính bệ Hoàng Thiên nay con nhất nguyện lời nguyện ở ăn theo nếp thánh hiền thời xưa mời cả Hoàng Thiên chúng ta đã xong trước khi hội đồng tập tiếp theo là hải tiền nhân tập thọ vậy mời hội đồng tập chịu khó đứng lên trong giai đoạn cho hai cháu làm để bái tiền nhân tập thọ. Đầu cuối lại là Âu hai họ có tiền nhân mới có hậu lai nay con nói chỉ theo ngoài nhờ ơn tiền bổ thí nhà thành con còn lại cháu thì đã xong mời con ăn toàn. Tiếp theo là phần lại tộc họ hiện tiền tức lại ông bà cha mẹ hiện tại vậy trước hết xin kính mời giai cấp ông gồm có ông cấp ông nội ông ngoại ông anh tộc và ông bác từ ông hai đó ông út xin lời kính chúc mừng từ ông đó có giai cấp ông không à giai cấp ông không có thì mời giai cấp bà thì bà nội bà ngoại bà thân tộc và bà bác quyền đây có được mấy bà rồi nhà bến tre một kế sở nhà giáo dục nhà một kế nhà bến tre đây cô bác ơi nhà bến tre. Các bà có còn ai ở đây là giai cấp bà nữa không à? Chưa có đây. Bây giờ mấy bà thì đi lại đây hết trơn nè. Ai bà? Ai bà ơi bà đây. Đi bà đây. Đây. Bà đây. Bà quá. Bà đi qua bà cũng mù mờ lắm. Bà phải bà chạy tắt luôn nè. Còn cái này Hà Lối, còn bà Tư luôn nha. Còn cái
cái này út lộc của con bà Tư luôn có. Rồi cái này bà Hai nè, này bà Bảy nè, bà Bảy nè. Dạ có ghi tên trong đó là không sao. Rồi không mình phải chừng. Còn này bà Hai nữa nè, đó rồi đó. Rồi thôi. Rồi mà bà uống rượu đi. Thôi trời ơi, uống xịt cà ná hơn nó thật bậy à. Trời ơi, tôi nói bậy lắm nha. Rồi kế là giai cấp bà luôn phải không? Bà không chơi miếng đi bà ơi. Chơi đi được chơi hết cống rồi chỉnh cà ná nha. Chị vừa nó. Rồi còn nghe là giai cấp ông bà nữa không ạ? Đây nè. Đó. Có 10 10 đâu nè, tôi nghe. Thôi tôi khỏi uống đi, cho tôi uống đi. Vậy là ông vậy. Mời đi con, vậy là mời ông hai ly luôn, uống thế bà luôn. Tôi lấy cho mình nước đi, uống đi, lấy mời ông giáo hai đứa nước đi. Rồi chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc. Đầu năm xanh trai, cuối năm xanh gái nha con. Rồi còn hai là để các ông bà nữa không? Đây nè, bước vào đây. Đây tôi chỉ đây, bước vào đây nè. Bà thấy tôi không biết hai tờ bay mà tôi đi tôi qua. Tôi qua đây. Không trời ơi, miễn tôi cho đi. Miễn nhưng mà để tôi chỉ. Đây qua đây. Đi lại đây. Có bên Nhật bà không biết. À nó đâu nó bà thấy không biết biết bay. Rồi đó giờ chưa biết cháu tôi là con bà thấy là em của chú bà Tư. Đây nè đó. Tốt rồi tốt rồi. Con nó là đẹp. Hai chồng cũng nghe. Rồi có biết các ông này không? Ông này thì quá rành rồi. Rồi hay nói đến bà ở đâu? Bà ở đâu mà nó có ở đây đâu? Phần ông bà vừa qua đã xong, tiếp theo là bác chú cậu dượng cô dì thím mợ. Phần thứ hai là đứa út xin đạo diễn kính chúc mừng các ông các cháu làm mới. Đây là đây các bác chú cậu dượng cô dì thím mợ. Bây giờ đi xuống một cái đèn ấy cho mở quả chứ lực của trời. Rồi có ai tặng quà cáp gì bạn cho cháu nha, mà bác chú cậu dượng cô gì thiếu mợ đó, trong đó có bác xui luôn. Rồi có ai nữa không? Bác chú cậu dượng tôi là lợi tài hết rồi ha. Rồi sáu lẻ hai xã. Sáu lẻ hai xã. Hai đứa làm được một. Vâng ông bà cô bác vừa qua đã xong, tiếp theo là mình cha mẹ. Rồi bưng hai chung dụng. Dễ mà mẹ vợ. Chưa biết gì ai luôn. Nãy nói bên đây là vợ nó đưa mình đây. Bưng cái này là chứ. Hai tay bưng chén rượu nồng, dân cha kính mẹ đáp công sinh thành. Ngày nay Loan Phượng giao cành, nhờ cha với mẹ chính ngày thành hôn. Rót hai chung mời hai cha luôn. Dịnh cái nắp đây luôn. Rót à, để cái chung đại dưới đó đi. Mời hai cha. Hôm nay con đã theo chồng chúc quà kỷ vật tơ hồng là đây. Kính thưa hội đồng biên tập, về phía chủ hôn nhà gái có một món quà tặng cho con gái trong ngày gặp lại hôm nay. À, xin mời chủ hôn nhà gái. Thank you.
theo là phần anh chị. Vậy ở đây có anh chị không ạ? Không có, có đây à, có không? Không có là 6 lễ 2 xá. Phần lễ anh chị vừa qua là kết thúc buổi lễ. Vậy tôi xin tuyên bố là buổi lễ đến đây được kết thúc. Ở phía bên nữ gia có ai có còn ý kiến gì nữa không ạ? Nếu không thì hôm nay là ngày vui, tôi cũng có đôi câu. Chúc cho hai họ bền lâu muôn đời, chúc cho quý vị khách mời vui tươi hạnh phúc đời đời an khang, tương lai nó ấm giàu sang, trong dân sự nghiệp dễ dàng đi lên. Chúc cho đôi lứa vững bền, thành viên xuân sẻ sống nên vợ chồng. Chúc cho vô dễ ấm hạnh, sợ thân quý thủ không dòng đảo tiên. Kính thưa hội đồng lãnh tập, phần nghi lễ tới đây xin tạm kết thúc. Để mời hội đồng lãnh tập dùng thêm một pháp trà thơm và một miếng bánh tạo, là sau đó xin rời bóng cho ngài để dùng của tiểu thanh rồi hai đứa bệnh viện ha. Mời ra để dùng miếng nước cái mình mời. Bởi vì dạ rồi.